Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 37,5 đô la token BIP. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này, rồi chọn Continue và nhập kết quả. Rồi sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ, join vào group Telegram. Rồi tiếp theo xác minh này, chọn Start. Rồi mọi người sẽ chọn cụm từ tương ứng giống ở bên dưới nhé. Ok, quay trở lại này, tiếp tục follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi like và retweet, quay trở về bot, chọn check. Rồi sau đó mọi người sẽ nhập username của Telegram. Rồi sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó profiling của Twitter, copy này. Rồi sau đó gửi địa chỉ ví BEP 20. Rồi và bấm chọn yes. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.